Phát biểu trước báo giới, ông Akre cho biết Thủ tướng Juniga đã hành động một mình. Khi biết chuyện gì đang xảy ra, nhà lãnh đạo này đã gọi điện cho cựu Tổng thống Evo Morales để cảnh báo về vụ việc. Tổng thống Akre cũng khẳng định sẽ làm việc và cống hiến cho đất nước đến ngày cuối cùng. Trước đó, hôm 26 tháng 6, truyền thông Bolivia đưa tin về sự hiện diện của quân đội tại quảng trường Murillo ở trung tâm thủ đô La Paz của Bolivia, nơi có các tòa nhà của chính phủ. Thủ tướng Juniga cùng một nhóm binh sĩ dưới quyền đã đột nhập vào dinh tổng thống, trong khi xuất hiện thông tin về một âm mưu đảo chính quân sự. Bộ Nội vụ Bolivia sau đó xác nhận cảnh sát nước này đã bắt giữ ít nhất 17 sĩ quan quân đội dính líu đến hành vi tổ chức âm mưu đảo chính ở quốc gia Nam Mỹ. Trong số những người bị bắt giữ có tướng Juniga. Theo Bộ trưởng Castillo, các lời khai cho thấy âm mưu đảo chính đã được lên kế hoạch từ tháng 5 năm 2024.